Chào những người thương, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sổ Tay Cảm Xúc. Một chương trình đã có thương hiệu từ rất lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay vì các bạn mà được tái sinh. Trong tập này thì Trương sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề một mối quan hệ không rõ ràng. Có lẽ các bạn nếu mà đã từng theo dõi Hamlet Trương hay là Iris Gao vào những năm 2012 thì các bạn sẽ nhớ một bài hát và một cuốn sách có tên là Thương Nhau Để Đó. Đó chính là khái niệm mà nữ tác giả Iris Gao đã nghĩ ra để đặt tên cho những mối quan hệ không thể đặt tên. Thuở ấy thì chúng tôi cũng như các bạn thôi, có những người thương không bao giờ đến với nhau được. Bây giờ thì chúng tôi đã lớn, có những người thương mới, thậm chí có vợ, có chồng. Những người thương năm cũ của chúng tôi cũng đã có những người thương mới. Nhưng những cảm giác về những mối quan hệ không rõ ràng của năm ấy sẽ luôn luôn là những ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về họ, những người mà chúng ta thương và không bao giờ ở bên cạnh được. Chào anh, em vẫn khỏe. Một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Bạn có thể chia sẻ, có thể quan tâm, có thể an ủi nhau chỉ bằng cái siết chặt tay lúc yếu mềm. Hơn tình bạn, nhưng chẳng phải là tình yêu. Phải chăng gọi đó là tri kỷ? Cô không thể gọi tên mối quan hệ của cả hai, mà chính cô và anh cũng không muốn gọi tên quan hệ ấy một cách rõ ràng. Nhưng đã là trái tim thì cũng có lúc phải loạn nhịp, và chính cô hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác của cô như thế nào. Chỉ là cô phủ nhận tất cả, cô không cho phép mình vượt qua giới hạn vốn có ấy. Không phải là cô chưa từng yêu ai, nên hơn ai hết cô hiểu cảm giác yêu một người là thế nào. Cô sợ và cô cho phép mình chần chừ, vì cô biết bên anh còn có cô ấy. Qua lời kể của anh, cô biết cô ấy là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy đang làm ở Nhật để tiếp tục theo đuổi đam mê của chính mình. Cô khác cô ấy, một cô gái xa nhà, luôn mang trong mình những nỗi niềm riêng. Anh không ở Nhật cùng cô ấy mà quyết định về sớm, chờ cô ấy trở về vì anh không muốn xa Hà Nội, thủ đô nơi anh sinh ra, nơi mà bất kỳ ai cũng sẽ phải lưu luyến mỗi khi dừng chân ghé lại. Cô tôn trọng quyết định của anh và cô tin anh sẽ hạnh phúc với những gì mà mình đã chọn. Cô cũng ghen tị với cô ấy vì cô ấy có anh, người con trai với trái tim chân thành. Người ta thường bảo dạng sự tùy duyên, người nên đến sẽ đến, người cần đi vẫn phải ra đi. Bạn chẳng thể nào ép người ép mình, và cô cũng không cho phép mình như thế. Chẳng khó để anh nhận ra tình cảm cô dành cho anh, còn cô thì vẫn như thế, vẫn chẳng thể hiểu trong anh cô có ý nghĩa như thế nào. Mối quan hệ cứ ngỡ sẽ khó kết thúc ấy lại chỉ kết thúc đơn giản bằng sự im lặng của cả hai. Anh và cô đã từng nói với nhau rằng khi ai đó im lặng nghĩa là bạn không còn quan trọng với họ nữa. Họ sẽ chỉ nói chuyện khi họ cần bạn và quan trọng với họ mà thôi. Sau một tháng mất liên lạc, cô nhận được lá thư kèm một đĩa CD có in bưu thiếp từ Nhật do anh gửi về từ anh chủ quán cà phê Trịnh, cũng là lúc cô hiểu ra tất cả. Không phải là cô không còn quan trọng, chỉ là bên anh còn có cô ấy, người con gái quan trọng hơn cô. Trong thư anh viết rất nhiều, anh hiểu tình cảm của cô và anh xin lỗi nếu như đã làm cô tổn thương vì bất kỳ lý do gì. Cô ấy gặp tai nạn bên Nhật và anh không muốn cô ấy một mình nơi xứ người. Lúc cô rời quán cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Cô không nhớ rõ hôm ấy mình có khóc không nữa, nhưng cái cảm giác tim nhói đau và mãi sau này vẫn còn vẹn nguyên mỗi lần cô nghe lại cái CD anh gửi ngày ấy. Và khi anh biết anh bắt đầu có cảm giác yêu em, anh phải tự nhủ lòng mình rằng chúng ta nên dừng lại. Anh không thể rời bỏ người anh yêu, dù khá nhiều thời gian trong ngày anh đã dành để suy nghĩ về em. Cô tin đó là quyết định đúng của chàng trai trong ca khúc và cách mà anh quyết định chọn nó để nói nên lòng mình sau tất cả những gì đã xảy ra với cô. Ít ra cô hiểu rằng đã có lúc cô thực sự quan trọng với anh, và ít ra cái tình cảm mà cô dành cho anh không chỉ là cảm giác đơn phương một mình cô hướng về một phía. Cô rời Hà Nội sau khi học xong khóa thạc sĩ nông nghiệp. Núi rừng hợp với cô hơn, một cô gái Tây Nguyên luôn mang trong mình đầy nắng và gió. Có những điều tưởng như rất gần, nhưng rồi cô nhận ra mình chẳng bao giờ chạm tới. Cô đặt dấu chấm hết cho một vài mối quan hệ, bởi vì cô tin rằng nó sẽ là khởi đầu mới cho một mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Cô bây giờ tự tin hơn, tươi trẻ hơn và biết hòa hợp với nhiều người. Chỉ là cô vẫn cho phép mình yếu mềm những lúc cần thiết. Cô bây giờ đủ can đảm để gặp lại anh, gặp lại cô ấy như một người bạn mà bấy lâu nay cô luôn trốn tránh.
Nếu sau này có vô tình gặp mặt nhau đâu đó giữa dòng đời tấp nập, cô sẽ không ngần ngại để nói câu: "Chào anh, em vẫn khỏe." Cô hiểu ra rằng bước đầu tiên để sống an nhiên và hạnh phúc là phải biết chấp nhận và buông bỏ. Không phải là chúng ta đẩy mọi thứ về quá khứ, mà điều chúng ta cần phải làm là tan biến nó như một giọt sương mai bốc hơi trong nắng ấm. Một lá thư khác xin được giấu tên. Đêm buồn, cảm thấy lòng mình chờ như chật chội lắm, chẳng đủ chỗ để chứa nổi ai. Lòng thì không vui, mà đời thì cứ hối hả ngược xuôi. Đôi khi chẳng biết là do mình hay do đời. Bật điện thoại lên, số điện thoại chẳng lưu rõ tên ai, nhưng biết chắc đó là anh. Ừ, cuối cùng thì cũng chỉ có anh bên cạnh mình, còn ai nữa đâu. Số điện thoại chẳng lưu vào máy, nhưng lưu vào tim. Mà đã là lưu vào tim thì không bao giờ quên được. Đã ăn uống gì chưa? Câu hỏi chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì, cọc lóc và khô khốc như chính con người anh. Vậy mà thay vì giận dỗi, trong lòng lại vui. Vui vì còn có người quan tâm mình hơn cả bản thân mình. Vẫn chưa, nhưng sẽ ăn mà không biết khi nào. Sao gần ấy năm mà em vẫn thế nhỉ? Yêu bản thân mình một chút đi nhé. Sao em lại phải yêu bản thân mình khi có người yêu nó còn hơn cả em? Em à, sự thật thì mình chia tay rồi. Anh cũng không thể lo lắng cho em mãi được. Em nên tập lo cho bản thân mình một chút đi. Ừ thì mình đã chia tay rồi. Mai này trong lòng anh có người khác để quan tâm, tự động anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa. Vậy nên anh cố tìm người khác để quan tâm đi nhé. Thôi em đừng suy nghĩ nữa. Kiếm cái gì ăn rồi ngủ ngon. Anh ở bên này không chạy đi mua đồ ăn mang qua nhà em được đâu. Rồi chẳng còn tin nhắn nào trong đêm nữa. Đêm này lại lặng lẽ. Đêm nhớ người hay là lòng đang nhớ người? Rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Chỉ thấy ấm nóng trên khuôn mặt và mặn đắng ở vành môi. Chia tay gần 2 năm rồi mà lúc nào cũng không quên được nhau. Khi mình cần thì anh vẫn luôn lắng nghe, vẫn luôn ở bên cho những lời quan tâm khô cằn, cọc lóc. Vẫn nói chuyện cùng nhau. Rồi hình như thành thói quen. Có người quan tâm nên không cần sự quan tâm của ai nữa. Vẫn một mình, vẫn đi về. Ngày trước khi quen nhau chẳng ai ngờ đến kết quả như vậy. Yêu nhau bằng tình yêu chân thành, tình yêu cuồng nhiệt tuổi 20. Anh tuy lạnh lùng khô cằn nhưng lại chân thành và ấm áp. Nhưng rồi cũng có lúc tình yêu chẳng đi đúng nơi mà mình muốn. Đến một lúc nào đó, tình yêu phải chịu nhiều áp lực và những cãi vã không đáng có. Trong lòng lại tự nhận ra rằng mình không xứng đáng để được anh yêu. Đến một lúc mình nhận ra anh còn gia đình, còn ước mơ, còn cả tuổi trẻ cần đôi chân khám phá. Cho nên chẳng thể vì tình yêu mà xem nhẹ tất cả. Đến một lúc tình yêu của em sẽ biến thành những sợi dây trói buộc mà đôi chân của anh cần rộng rãi để bước đi. Là vì em yêu anh nên em cần buông bỏ để anh đi. Vậy là chia tay, vậy là gian dở, vậy là anh quay đi. Chẳng một lời trách móc gì em, chẳng hỏi lý do vì sao lại chia tay như vậy. Ngày tiễn anh ở sân bay, ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nắm tay, chẳng nói chuyện. Em biết trong lòng anh rất giận, nhưng anh giận em hay trách em thì em cũng chịu, em biết làm gì hơn. Giờ đến phòng cách ly, anh quay lại hỏi: "Em có buồn không? Anh phải đi rồi." Em chỉ cười: "Buồn gì hả anh? Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe là em vui rồi. Đừng suy nghĩ đến chuyện của mình nữa. Anh bay may mắn nhé." Rồi em quay lưng bước đi. Đi thật nhanh như muốn trốn chạy cảm xúc của mình. Em khóc như một đứa con nít bị giành mất đồ chơi. Tim em đau đến muốn ngừng đập. Em cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm anh, để nói cho anh nghe thật sự em còn yêu. Yêu nhiều lắm. Để nói cho anh biết rằng em không còn cách nào khác nữa. Em xin lỗi. Anh cần có những thứ xứng đáng hơn tình yêu của em. Tình yêu của mình từ trước đến giờ không hề sai. Chúng ta không ai là người có lỗi. Cho dù em luôn nhận hết về mình, em càng tỏ ra mạnh mẽ bấy nhiêu thì càng yếu đuối bấy nhiêu. Cuộc sống này có quá nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng em vẫn phải chọn là không bước cùng anh. Anh đến một chân trời mới. Hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, hạnh phúc, yên bình. Và đừng thương em nữa. Bỏ lại sau lưng
nhành hoa hướng dương và bầy cá sinh bơi lội trong khu vườn. Có một ai đó đã đổi thay, có một ai đó rời đi sáng nay, bỏ lại phía căn phòng một khoảng trống thêm lặng của một người chót yêu một người sống nặng. Mặt trời vẫn lên vào sáng nay và nhành hướng dương vẫn ngóng theo. Trần gian ai cũng yên vui, riêng tôi chơi vơi vì thiếu em trong cuộc đời. Chờ người đến khi hoa úa tan, chờ người đến mưa rồi cũng tan. Mà cơn mưa ký ức trong tim tôi đến khi nào ngủ. Rời đi sáng nay, bỏ lại phía căn phòng một khoảng trống thinh lặng của một người chót yêu một người sâu nặng. Mặt trời vẫn lên vào sáng nay và nhành hướng dương vẫn ngóng theo. Trần gian ai cũng yên vui, riêng tôi chơi vơi vì thiếu em trong cuộc đời. Chờ người đến khi hoa úa tan, chờ người đến mưa rồi cũng tan. Mà cơn mưa ký ức trong tim tôi đến khi nào nguôi. Trời sẽ lên vào mỗi ngày và nhành hướng dương vẫn ngóng theo. Vì sinh ra để yêu nhau nên cứ yêu thôi, nào biết tương lai về sau. Chờ người đến khi hoa úa tan, chờ người đến mưa rồi cũng tan. Mà cơn mưa ký ức trong tim tôi đến khi nào nguôi. Còn cơn mưa ký trong tim tôi đến khi nào nguôi. Bạn biết không, nếu như đúng với truyền thuyết về việc ai đó sẽ chôn cất ta kiếp trước thì sau này họ sẽ trở thành người yêu của ta kiếp này, thì có lẽ người thương của chúng ta kiếp trước họ chỉ vuốt mắt hoặc đứng nhìn một cách thương xót. Vậy là kiếp này mới thương nhau một cách nửa vời như vậy. Giá trị của tình thương đối với nhiều người cao hơn cả tình yêu. Vì yêu thì còn có thể hết yêu, còn thương thì cứ dài rộng mãi. Hôm nay tôi muốn đọc lại một tản văn mà tôi đã viết trong cuốn Tay Tìm Tay Níu Tay, xuất bản năm 2013. Ngay cả khi những dòng này một người vô tâm như bạn sẽ không bao giờ đọc được, thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Yêu bạn là cô đơn gấp đôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hay chúng ta phải dằn vặt giữa cái gì gọi là thương và cái gì gọi là yêu. Có người không nghĩ rằng hai cái đó khác nhau, cũng có người cho rằng chúng khác xa nhau một trời một vực. Ngẫm nghĩ cho kỹ trong những đêm khó ngủ thì hóa ra chúng khác nhau thật. Người ta thường không tin vào những dấu hiệu đầu tiên, nhưng tôi tin. Nếu trong những ngày đầu tiên bạn đã sớm có cảm giác mênh mến một người mà bản chất con người bạn không phải là loại chơi qua đường hay ong bướm lả lơi, thì tôi rất tiếc phải thông báo rằng tình cảm đó sẽ kéo dài đến mức bạn phải ngạc nhiên. Mắt con người trong 15 macro giây đã có thể đánh giá về nhan sắc của một người. Bộ não con người âm thầm tiến hành hàng triệu phép tính, hàng triệu thử nghiệm cắt ghép
để mang đến cho bạn những giấc mơ. Và dĩ nhiên tiêu chuẩn về Mr. Mrs. Right của bạn cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy dằn vặt, bởi một phần chúng ta cho rằng đó chỉ là say nắng thoáng qua rồi thôi, mà sự thật là nó không hề rồi thôi, mà nó dai dẳng đến đáng sợ. Một phần khác, người chúng ta thích khi biết được cảm tình của ta cũng nói với chúng ta rằng đó chỉ là say nắng. Sau đó họ còn thầm cảm thấy buồn cười trước một người xuồng xã. Sao không thể thương tôi như yêu? Để biết trên cõi đời chẳng còn một người ngồi đó trước mặt tôi, nói tôi đúng tôi sai. Có thể nhỏ tuổi hơn nhưng sẽ là chỗ dựa ân cần. Có thể không học hành nhiều và sẽ nói chuyện không bác học, nhưng không có nửa lời dối trá. Sao không thể cuồng nhiệt? Ừ thì thương, nhưng thương một cách say mê một chút, nồng nàn hơn một chút. Đừng êm đềm ủi an nữa, đừng bảo tôi kể chuyện gì đã xảy ra nữa. Thay luôn những câu hỏi đó bằng một cái ôm đi cho nhẹ lòng được không? Sao không thể để những người yêu thương bạn một lần ghen tuông vì bạn đi với tôi? Tại sao bạn đi với tôi mà người ta coi như không có gì? Hay gì giữa chúng ta không có gì? Nếu vậy chúng ta đi với nhau để làm gì? Đời chưa đủ nỗi đau hay sao mà mình còn phải là một mảnh tim thừa thải nữa? Sao không thể thương tôi như yêu? Tôi cũng không giấu giếm mình muốn được yêu hơn là thương. Tin nhắn cho bạn bao giờ cũng là thương, vì ta mong tình cảm này lâu dài. Nhưng trong đó có mấy lần tôi mong tình cảm này sẽ có ngày được nhiều hơn một chữ thương đó. Chúng ta đều sợ cái chữ yêu nói ra là sẽ mất. Tôi phơi bày trọn vẹn trái tim mình ngay từ những ngày đầu biết nhau, để không phải mệt mỏi trốn chạy bất cứ một cảm xúc nào. Tôi nhường quyền quyết định mối quan hệ này lại cho bạn. Bạn đã biết ý tôi, nên mọi thứ bạn sẽ là người quyết định. Nếu bạn vẫn muốn gặp tôi thì gặp, còn nếu không thì thôi. Và quyết định cuối cùng của bạn cho đến ngày hôm sau vẫn là gặp. Từ chỗ những người xa lạ đến với mục đích không rõ ràng, chúng ta thành những người hiểu nhau. Tôi mong vài năm nữa chúng ta chuyển thành những người thấu hiểu nhau nhất. Nếu đã vậy, sao không thể thương tôi như yêu? Hãy thương tôi như yêu, hãy bước cùng tôi trên đường bằng những nhịp chân của những kẻ đang yêu. Tình cảm này ta nuôi như lửa than, cháy âm ỉ lâu dài, nhưng sẽ chẳng ai trách nếu thỉnh thoảng cứ đổ thêm dầu vào lửa. Và nếu nó có cháy rụi tất cả đi nữa, có khi tôi cũng bằng lòng. Tôi đã chọn yêu bạn như thương, sao không thể thương tôi như yêu? Vậy em nên níu kéo hay buông
tặng cho cô ấy. Bao nhiêu ngọt ngào anh cứ nhận lấy. Vì em biết rồi, em biết. Vậy em nên níu kéo hay buông tay? Tặng anh cho cô cái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Ở bên em nếu chẳng có tương lai thì bên cô ấy chẳng chẳng không sai. Đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Nên em mang anh tặng cho cô ấy. Bao nhiêu ngọt ngào anh cứ nhận lấy. Có lẽ hành trình cảm xúc của ngày hôm nay như vậy là đủ đầy. Trương rất vui khi chương trình vẫn luôn có một chỗ đứng trong lòng các bạn dù bao nhiêu năm dài đã qua. Sau thật nhiều những thay đổi mà chúng ta vẫn còn ngồi lại với nhau để bóc tách từng cảm xúc, từ thô lậu đến tinh tế. Để duy trì chương trình, bạn đừng quên nhấn subscribe, bật chuông, comment câu chuyện của bạn ngay bên dưới hoặc là bất kỳ một tâm sự nào mà bạn cảm thấy cần được chia sẻ. Và quan trọng nhất là hãy share cái video này cho những người bạn của bạn nhé. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Chân thành, chào tạm biệt.